Thì trong cái giờ nghỉ giải lao tôi có gặp một anh. Thì anh này anh gặp và anh chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt. Anh ta nói rằng: cha biết không, con đến với Chúa cũng ngoạn mục lắm. Con không có đạo, con đi buôn bán. Cho nên là có một vài người bạn của con là có đạo và rủ con là tối đó, một trong tuần thì có khi không. Thì khi nào mà cái anh bạn có đạo con mà anh rủ anh gọi đó thì con đi. Tôi mới hỏi là anh làm cái gì? Thưa cha, con đi đọc kinh đám ma. Có một nhóm những người bạn, và cái anh này là trưởng nhóm thì có đạo, và cứ giáo xứ có người qua đời hoặc là ở đâu đó mà có người muốn nhờ đến đọc kinh đó, thì các anh chị này chạy đến đọc kinh. Và nguyên tắc của họ là không nhận bất cứ cái gì và không uống bất cứ cái gì, chỉ đến đọc kinh rồi về. Thì anh ta rủ con đi, có khi con đi, có khi con không. Được cái là con buôn bán ban ngày, cho nên buổi tối con cũng rảnh. Thì tôi cười, tôi hỏi anh bán cái gì? Thưa cha, con bán vàng. Thì đúng là bán vàng tối rảnh. Thì có một ngày kia, cha biết không, con chạy ngoài đường, con bị xe đụng. Khi mà cái đuôi xe nó đập vào cái xe của con thì con ngã xuống. Và con chỉ nhớ là con ngã xuống thôi, con không nhớ gì khác. Rồi khi mà con tỉnh dậy thì con đang nghe ở bên lỗ tai của con bàn là: bây giờ nhà mình mua gói 80 hay là mua gói 60? Rồi tôi mới hỏi: ủa gói gì? Tức là gói đám ma đó cha, đó là hòm rồi thiêu rồi luôn đó, thì gói 60 hay là gói 80 hay là gói 120? Không ngờ chết nó cũng đắt tiền đến như thế. Thì sau này con hỏi thì chỉ biết rằng con bị hôn mê, đưa vào bệnh viện. Thì con nằm hôn mê như vậy hơn 3 ngày. Và sau đó thì bác sĩ trả lời là không có cứu được đâu, bởi vì máu chảy trong não nhiều quá. Thôi bây giờ cái tình trạng của anh ta như vậy, con bắt đầu con tuột cái nhịp, cái oxy. Cho nên gia đình mới nói là thôi đưa về đi, chứ để trong bệnh viện mà mất thì làm thủ tục nó phiền lắm. Cho nên đưa về nhà. Và đang lúc ở nhà thì con nghe người trong nhà bàn là mua cái gói bao nhiêu tiền. Thì cha biết không, cái lúc đó trong lòng của con nghĩ là Chúa cho con tỉnh. Trong lòng của con chỉ có một điều thôi mà con khao khát, và ngay lập tức con cầu nguyện với Chúa: Chúa cho con sống đi, con theo đạo. Con chưa có thật sự theo đạo. Đi đọc kinh thì có, nhưng mà theo đạo thì chưa. Cho nên Chúa cho con sống đi, con theo đạo. Và chả có tin không, ngay lập tức luôn con thấy một cái sức sống và mắt con mở ra. Và nhà con người thì hét, người thì khóc, người thì la, người thì nhảy lên. Và quả thật là cha thấy con nè, bây giờ con sống. Nhưng mà cha biết không, con khám phá ra được một điều mà trước đây con không bao giờ khám phá ra được. Và cái điều khám phá này khiến cho con rất là hạnh phúc. Tôi mới hỏi là anh khám phá được cái gì? Anh ta mới nói rằng: thưa cha, có một điều mà chúng ta không có biết quý, đó là thời gian. Chúng ta không có đủ thời gian để yêu cha ơi. Cho nên bao nhiêu có thời gian mà Chúa cho mình đó, bao lâu có cái thời gian mình tranh thủ và mình yêu đi. Bởi vì khi mình chết mình ngưng, mình không có yêu được nữa. Cho nên còn sống giây phút nào tận dụng yêu. Giận mất thời gian, buồn mất thời gian. Rồi cái gì nữa không? Con nghĩ lúc đó mà con chết con lên gặp Chúa chắc là con xấu hổ lắm. Cho nên bây giờ sống một ngày qua, tối về con cứ ngẫm nghĩ coi hôm nay có điều gì mình xấu hổ trước mặt Chúa không, và cố gắng làm sao sống trong ngày mà khi mà mình nhìn Chúa đó cha, hoặc là khi Chúa gọi về bất cứ lúc nào đó, mình gặp Ngài mình không có xấu hổ, mình hạnh phúc. Hóa ra là cái mà Chúa chạm vào anh ta, nói trong ngôn ngữ của bài tin mừng này, Chúa sờ vào mắt anh, Chúa chạm vào linh hồn của anh, khiến cho anh mở mắt ra. Và anh thấy gì? Anh thấy toàn bộ cái chân lý, cái ý nghĩa của đức tin.